Hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với Phạm Văn Auto. Hôm nay là ngày 30 Tết rồi. Mình thì hiện tại đang ở nhà. Hôm nay liên quan về đến cái cây sung này, mình sẽ xin chia sẻ cho anh em một cái là cái phương pháp mình cũng học hỏi từ anh em ở trên mạng thôi, và cũng áp dụng thì cũng thành công rồi. Ở cái thành quả thì trước mắt của anh em đây. Thì cái về một cái video mà mình chia sẻ anh em ấy là cái cách mà để cho cái cây sung này nó ra quả, ra hoa, ra quả liên tục trong năm và giữ được quả ấy. Thì anh em mình xem trên đầu ngón tay này nhá, video đấy đã có sẵn rồi. Hôm nay thì sẽ chia sẻ anh em nó là cái cách mà làm cho cái lá sung này, nó nhỏ lại, nó nhỏ này, nó bé này. Thì như bình thường những cây sung mà mình trồng ở dưới đất ấy, thì khó làm cho nó nhỏ lại lắm, chỉ có khi mà cho lên trên chậu thôi, cho lên trên chậu và làm cho lá nó nhỏ lại. Ví dụ như bình thường cái lá sung của nó có thể nó to như cái bàn tay này, để anh em mình có thể làm cái món là nem chạo để đấy, đúng không? Đấy. Nhưng mà khi mà cho lên chậu rồi thì nó phải phù hợp lại với lại cái cây của mình tổng quan, như cây nó cổ thụ của nó chỉ đường kính nó chỉ khoảng 30-40 thôi, thì cái lá sung của nó chỉ được như tầm khoảng đây, lá thì nó cũng chỉ như thế này là đẹp này. Lá làm sao mà nó như khoảng ngón tay cái hoặc là gấp 3 thì cái đấy là tùy anh em. Mình có thể mình cho vào lá nhỏ nhất thì nó có thể như ngón tay cái hoặc như ngón tay trỏ này. Đây, như ngón này, lá này là đẹp đúng không anh em? Bằng ngón tay cái này. Đấy. Còn những cái lá này nó to như này này, bây giờ sẽ chia sẻ anh em cái phương pháp để làm cho nó nhỏ lại nhá. Thì cái lá to hay nhỏ là nó sẽ liên quan đến cái dinh dưỡng của cây. Dinh dưỡng của cây và cái biện pháp để mình khắc phục, để mình hãm. Thì bây giờ mình sẽ chia sẻ với anh em nha. Là khi mà cái cây quả lần này khá là to đúng không? Nó quả to này. Khi mà cái cây của mình ấy nó đang phát triển, nó đang ra lá to như thế này chẳng hạn. Đây là lá nó hơi to này. Thì mình cấu nó đi anh em ạ. Đấy. Bỏ đây đi. Bỏ đây đi. Đấy, tiếp tục như những cái lá này, lá non này. Đây. Là bỏ đi nhá. Bỏ đi, sau đó là tiến hành hãm nước một chút, tức là bình thường như ở những cái cây này này. Cây sung là ngày nào mình cũng tưới nước đúng không? Tưới phân đúng không? Đấy, nhưng mà cái gọi là cái phân thì phải hạn chế rồi, cái tưới nước thì mình cũng phải giảm đi. Ví dụ như 2 ngày mình có thể tưới một lần hoặc 3 ngày tưới một lần. Khi mà những cái lá non này nó ra này. Đấy. Thông thường là sẽ cắt hết đi một lượt. Cắt hết đi một lượt ngọn, bấm ngọn này. Xong là khi lá nó nảy ra được như những cái búp như thế này rồi này, thì bắt đầu là mình hãm nước lại, mình giảm, gọi mình siết nước lại, để cho lá già, lá non này này nó già, nó đanh đi đến tầm khoảng này thì bắt đầu lại tưới nước trở lại. Đấy, còn khi mà những cái cây mà lá nó đã đạt được như thế này rồi, mà một số lá nó sẽ ra nó to như thế này, thì mình chỉ việc cấu đi thôi. Một số anh em ở vùng miền ấy thì có thể là bằng cái phương pháp là mình cấu nửa cái lá này đi này. Cấu nửa lá này đi cũng được nhá, để cho lá nó có cái thở. Nhưng mà mình thường là mình cấu luôn. Đấy. Cấu hết đi anh em ạ. Bây giờ mình cũng đang phải tỉa cái cây sung này để cho nó lộ cái quả ở phần phía dưới ra. Đây, quả phía dưới anh em này. Đấy. Vì cái thời tiết năm nay nó hơi nắng nên là cái cây sung này quả nó được cái quả nó rất là xanh, quả to. Nhưng mà bị một cái là nó bị nhanh chín quá, nó nhanh chín, nó rụng nhiều quá. Đây là những cái dâu này, nó nhẽ ra những cái dâu này là đầy sai quả lắm này. Đấy. Ok, bây giờ mình sẽ nhặt hết những cái lá này, để một là để cho lá nó đanh lại, lá nó nhỏ lại. Hai là để cho nó lộ cái quả ra. Chơi mấy ngày Tết anh em nhé. Video này mình xin kết thúc ở đây. Anh em mình thấy video hay thì hãy like và chia sẻ cho người biết đến. Nhớ đăng ký kênh mình bên phía này. Xin chào tất cả anh em. Hẹn gặp lại anh em video lần sau. Mình thì cũng trồng một số cây, cái cây đào này ở cái năm, một cái năm video mà ui, cái video mà cái cây đào